Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 5, tuần 10, trang 72, ôn tập sở học kỳ 1, tiết 8. Lập dàn ý chi tiết cho đề bài sau. Hãy tả ngôi trường thân yêu gắn bó với em trong nhiều năm qua. Như vậy thì hôm nay các em sẽ lập dàn ý chi tiết cho cái đề bài đó là các em hãy tả ngôi trường thân yêu và gắn bó với em trong nhiều năm qua. Thì ở cái dàn ý chi tiết thì chúng ta lập dàn chi tiết thì dàn ý chi tiết gồm có mấy phần? Gồm có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Thì mở bài các em sẽ giới thiệu chung. Rồi ở phần thân bài các em sẽ tả khái quát về ngôi trường nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ tả từng bộ phận của ngôi trường. Rồi tiếp theo nữa đó là phần kết bài. Kết bài thì các em sẽ nêu cái cảm xúc, cái cảm nghĩ của mình với ngôi trường và cái điều mong muốn về cái ngôi trường như thế nào. Thì ở đây cô sẽ hướng dẫn các em. Đầu tiên, mở bài các em sẽ nêu cái giới thiệu chung. Các em sẽ giới thiệu chung trường em tên là gì, ở đâu. Ví dụ như trường em tên là Bế Văn Đàn, nằm ở một con đường khá yên tĩnh. Rồi thân bài, các em sẽ tả bao quát về ngôi trường. Tả bao quát như thế nào? Nhìn từ xa thì trường hiện ra với những cái chi tiết gì nổi bật? Ví dụ như cánh cổng thì như thế nào? Cánh cổng lớn nè, màu ngói đỏ nè, tường vàng, hàng rào bao quanh, cây xanh tỏa bóng mát. Rồi tiếp theo các em sẽ tả từng bộ phận. Tả từng bộ phận. Hình dáng của ngôi trường thì như thế nào? Hình chữ U với 3 dãy nhà lớn, khang trang, hướng ra sân trường. Rồi tiếp theo cổng trường. Cổng trường thì như thế nào? Trang nghiêm, phía trên là tên trường. Rồi khi bước vào bên trong là sân trường rộng, lát xi măng phẳng phiu. Rồi đến cột cờ cao, trên đỉnh cột cờ là lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật. Rồi cây cối thì hai hàng cây tỏa bóng mát. Dưới một gốc cây thì đặt hai ghế đá. Học sinh thường ngồi đọc sách hoặc là vui chơi. Rồi tiếp theo trống trường thì được đặt ở phòng ban giám hiệu. Rồi các phòng học thì có tấm bảng nhỏ này ghi số phòng trên lớp. Mỗi lớp thì có quạt, đèn điện, giá sách, ảnh bác, năm điều Bác Hồ dạy. Cuối lớp thì có báo lớp, trên đó là các sáng tác của các bạn trong lớp. Rồi sau khu cái phòng học là vườn trường với nhiều loại cây, hoa và khu vui chơi với cầu trượt đu quay. Thì đây là phần thân bài, các em sẽ tả bao quát về ngôi trường, rồi sau đó các em sẽ tả từng bộ phận của ngôi trường. Rồi phần kết bài thì các em sẽ nêu là em rất yêu quý ngôi trường, mong muốn trường mỗi ngày một đẹp hơn và khang trang hơn. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.